tử đấu với gấu xám. Con nào sẽ thắng trong cuộc chiến giữa hai kẻ săn mồi đỉnh cao này? Sư tử châu Phi và gấu xám đều là những kẻ săn mồi mạnh mẽ trên hành tinh của chúng ta. Sư tử châu Phi được nhìn thấy rộng rãi ở châu Phi và gấu xám thì ở châu Mỹ. Gấu xám Mỹ được coi là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Sư tử châu Phi lại là một trong những loài săn mồi thành công nhất, còn được gọi là vua của rừng, hay chính xác hơn là vua của savannah. Cả hai kẻ săn mồi này đều là những động vật hoang dã khá hung dữ, và đáng kinh ngạc là chúng có thể đứng vững vàng trong một cuộc chiến cam go với nhau. Chúng trông như thế nào? Sư tử châu Phi có thể dài lên đến 3 mét từ đầu tới đuôi, với đuôi dài từ 60 đến 91 cm. Chúng thường nặng từ 150 đến 250 kg, với những con đực thì đạt đến mức cao hơn của mức độ này. Sư tử có thân hình chắc chắn, nhỏ gọn, chân trước, răng và hàm khỏe để kéo xuống và giết chết con mồi. Bộ lông của chúng có màu vàng, và những con đực trưởng thành có bờm xù xì có màu từ vàng đến nâu đỏ và đen. Chiều dài và màu sắc của bờm sư tử có thể được xác định bởi tuổi tác, di truyền và hormone. Còn gấu xám Bắc Mỹ là loài động vật to lớn với vai có bướu và trán thì nhô cao hơn, góp phần làm cho thân hình của nó hơi lõm xuống. Bộ lông có màu nâu để đánh bóng, và những sợi lông này thường có màu bạc hoặc ngả sang màu nhạt để tạo hiệu ứng hoa dâm mà chúng được đặt tên. Những con gấu xám trưởng thành lớn có thể dài khoảng 2,5 mét và nặng khoảng 410 kg. Do có bộ móng vuốt dài, những con gấu này hiếm khi leo trèo, ngay cả khi là những chú gấu con. Tuy nhiên, những con gấu xám lại nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên và có thể chạy nhanh đến 48 km một giờ. Thị lực của chúng rất kém, và chúng thường tấn công con người mà không có hành động khiêu khích rõ ràng. Làm thế nào để chúng săn được con mồi? Sư tử săn nhiều loài động vật có kích thước đa dạng, từ động vật gặm nhấm và khỉ đầu chó cho đến trâu kép và hả mã. Nhưng chúng chủ yếu săn các động vật có móng với kích thước từ trung bình đến lớn như là linh dương đầu bò, ngựa vằn và linh dương nói chung. Sư tử được biết đến là bắt voi và hươu cao cổ, nhưng mà chỉ khi cá thể đó còn nhỏ hoặc là đặc biệt bị bệnh thôi. Những con sư tử cái sống ở savan thực hiện hầu hết các cuộc săn mồi, trong khi con đực thường lấy bữa ăn của con cái đã săn được. Mặc dù một đàn sư tử săn mồi có khả năng là lực lượng săn mồi đáng gờm nhất của tự nhiên ở trên cạn, thế nhưng tỷ lệ lớn các cuộc săn của chúng đều thất bại. Thông thường, chúng rình rập con mồi từ chỗ nấp gần đó và sau đó lao ra để hạ gục nó trong một khoảng thời gian ngắn và lao nhanh vào con mồi. Sau khi lao vào con mồi, con sư tử sẽ lao vào cổ nó và cắn cho đến khi con vật bị nghẹt thở. Còn gấu xám là loài ăn tạp. Chế độ ăn uống của nó bao gồm quả mọng, ngũ cốc, cá, côn trùng, chim và động vật có vú. Gấu xám sẽ săn hươu và nai, đồng thời cũng ăn xác động vật. Tuy nhiên, phần lớn chế độ ăn của gấu khoảng 70% thường bao gồm một thứ gì đó khác ngoài thịt. Con gấu sẽ giết chết con mồi bằng cách cắn vào cổ hoặc lưng. Nó cũng có thể giết con vật săn mồi bằng một cú đánh bằng chân trước của nó, thường là đủ để làm gãy xương sống của con vật. Thường thì gấu cũng sẽ cắn con mồi ở mõm, để lại những vết răng nanh sâu có thể nhìn thấy rõ được. Con gấu cũng được cho là đã cắn vào gáy của con mồi để giết chết nó. Chúng sống ở đâu? Trong kỷ nguyên Pleistocene, sư tử đã xuất hiện trên khắp Bắc Mỹ và châu Phi, qua hầu hết các vùng Balkan, qua Anatolia và Trung Đông cho đến Ấn Độ. Hiện tại, thành trì chính của sư tử là ở châu Phi cận Sahara, và sư tử châu Á chỉ tồn tại như một quần thể còn sót lại, được tạo thành từ khoảng 500 cá thể sinh sống tại vườn quốc gia Gir của Ấn Độ trên bán đảo Kathiawa. Sư tử sống ở nhiều môi trường khác nhau, từ đồng bằng trống trải cho đến rừng rậm và gai khô. Chúng vắng mặt ở các khu vực xích đạo được chi phối bởi rừng nhiệt đới ẩm. Còn gấu xám đã từng lang thang ở khắp miền Tây Hoa Kỳ về phía Nam đến Mexico, bao gồm cả Great Plains và dọc theo các con sông trong môi trường sống sa mạc. Các hoạt động kiểm soát và mất môi trường sống đã khiến chúng không còn 98% môi trường sống ban đầu ở Mỹ.
một quần thể lớn gấu xám sống trong đất liền ở Alaska và miền Bắc Canada. Số lượng cá thể gấu xám ở phía Nam, ở Anh Quốc, Colombia và Alberta của Canada đã bị giảm đi đáng kể. Nhờ những nỗ lực bảo tồn kể từ khoảng năm 1975, gấu xám đang phục hồi tốt ở Yellowstone và ở những nơi khác ở phía Bắc của Rockies và thậm chí là đang bắt đầu tái tạo môi trường sống đồng cỏ dọc theo dãy núi Rocky ở Montana. Gấu xám có thể được tìm thấy trong rừng, đồng cỏ núi cao và thảo nguyên. Trong nhiều môi trường sống, chúng thích các khu vực ven sông và suối. Hành vi của chúng trong tự nhiên. Bầy đàn điển hình của sư tử bao gồm khoảng 6 con cái có liên hệ họ hàng, những con cháu của chúng và một liên minh gồm 2 đến 3 con đực cư trú tham gia bầy từ nơi khác. Bầy sư tử là một xã hội phân hạch hợp nhất và những con trong bầy hiếm khi được tìm thấy cùng nhau, ngoại trừ những con mẹ đã gộp con cái của chúng thành một nhóm trẻ. Những con đực trẻ tuổi luôn rời khỏi bầy để tìm kiếm bạn tình không liên quan. Sư tử dành nhiều tình cảm nhất cho những người bạn cùng giới của chúng. Con cái thì dành cả cuộc đời của chúng trong bầy của mẹ hoặc là với chị gái của chúng trong bầy mới. Còn đối với gấu xám thì đây là một loài thông minh, tò mò và có trí nhớ tuyệt vời, đặc biệt là về nguồn thức ăn. Gấu xám hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhưng thường thay đổi thói quen của chúng để tránh con người ở những khu vực có nhiều người qua lại. Trong cái nóng của ban ngày, những con gấu xám sẽ nghỉ ngơi. Hầu hết, gấu xám dành thời gian ở một mình, ngoại trừ khi sinh sản hoặc nuôi dạy đàn con. Từ 3 đến 6 tháng trong suốt mùa đông, gấu xám Bắc Mỹ đi vào các ổ và ngủ đông trong thời gian thức ăn ít, tuyết rơi dày và nhiệt độ không khí thấp. Trong cuộc chiến chọi một một này thì ai sẽ chiến thắng giữa một con sư tử châu Phi và một con gấu xám nhỉ? Một số bạn có thể chọn một con gấu vì tính hung dữ của nó. Những người khác lại có thể chọn sư tử vì sự lanh lợi, tàng hình và bản năng giết chóc bẩm sinh của loài động vật này. Kết quả của cuộc chiến giữa gấu và sư tử sẽ khác trong các khu rừng ở dãy núi Rocky so với trên savan châu Phi. Tất nhiên là sư tử và gấu thì vẫn hoàn toàn là một cuộc chiến giả thuyết thôi. Những con vật này sẽ không gặp nhau và thậm chí nếu có thì chúng cũng sẽ tránh xa nhau. Xem xét về sự khác biệt giữa kích thước của hai loài thì không tránh khỏi gấu là loài được yêu thích hơn để có thể giành chiến thắng trong bất kỳ một trận chiến nào đối với sư tử. Không ai có thể khẳng định là mình dũng cảm hơn đối phương, thế nhưng mà với các loại vũ khí và kỹ năng khác nhau tùy theo cách sử dụng, cuộc chiến này sẽ được quyết định dựa trên chỉ số EQ chiến đấu và chiến lược của con sư tử, hoặc là cuộc tấn công không thương tiếc của con gấu. Xét về mặt thể lực, cơ bắp của sư tử châu Phi khỏe hơn so với gấu xám. Mặt khác, gấu xám Bắc Mỹ nặng hơn, dài hơn và lại cao hơn sư tử châu Phi. Sư tử châu Phi là những kẻ săn mồi và chiến đấu tốt hơn so với gấu xám. Vì sư tử châu Phi phải đối mặt với những thách thức lớn hơn nhiều về thức ăn của nó trong rừng rậm châu Phi. Phần chân của gấu xám lớn hơn so với sư tử châu Phi và sẽ rất hữu ích và dễ dàng nếu nó vuốt một cách mạnh mẽ hơn trong khi chiến đấu. Gấu xám có thể dễ dàng đứng bằng hai chân sau trong một thời gian dài, nhưng sư tử châu Phi thì chỉ có thể đứng được trong giây lát mà thôi. Đó là một lợi thế lớn hơn đối với gấu xám, vì điều đó sẽ mang lại cho nó khả năng tấn công dễ dàng. Sư tử đực châu Phi thường có bờm để bảo vệ cổ của nó khỏi bất kỳ kiểu vuốt mạnh nào từ gấu xám. Gấu xám thì có nhiều chất béo hơn ở trong cơ thể và nó cũng rất hữu ích để thoát khỏi sự kìm kẹp và móng vuốt của chân sư tử. Những con gấu xám cái tại Yellowstone có kích thước tương đương với sư tử và trong trường hợp này, sư tử thường thắng. Tuy nhiên trong một cuộc va chạm trực diện, con gấu sẽ thắng. Một con gấu xám Bắc Mỹ lớn hơn và nặng hơn một con sư tử châu Phi, có thể là nặng gấp đôi nữa. Chúng có thể gây ra nhiều sát thương hơn cho đối thủ, ngay cả khi sư tử chiếm ưu thế về tốc độ và kỹ năng. Móng vuốt của gấu xám sắc hơn và lớn hơn, với khả năng gây hại rất nhiều. Nên là nếu nói đến một cuộc chiến tay đôi, thì chúng có thể đánh bại. Tuy nhiên, hàm răng của sư tử châu Phi cũng có thể cắn chết được con mồi. Điều này có thể ngăn con mồi thực hiện bất kỳ một chuyển động nào. Với phản xạ nhanh nhạy của mình, sư tử có thể giáng một đòn quyết định
bằng cách lao vào cổ hoặc là mặt của con gấu. Có nhiều trường hợp đã được chứng kiến, trong đó con gấu xám đã thống trị hoàn toàn một con sư tử đực châu Phi ở sở thú và rạp xiếc. Một sự việc như vậy đã xảy ra trong một rạp xiếc, nơi gấu xám đã giết một con sư tử châu Phi bằng những cú vuốt chân của nó trong vòng có vài phút. Mặt của sư tử bị thương nặng do cú ngoáy cực mạnh của con gấu xám khiến sư tử tử vong. Theo báo cáo của bác sĩ, móng của con gấu xám đã đâm vào hộp sọ của con sư tử khiến nó chết ngay lập tức. Gấu xám có thể chiến đấu cho đến chết và điều đó khiến nó trở thành một kẻ săn mồi nguy hiểm thực sự trên thế giới. Còn theo ý kiến của các bạn thì con nào sẽ mạnh hơn và giành chiến thắng trong cuộc đối đầu 1-1 này đây? Hãy để lại bình luận ở bên dưới phần mô tả của video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, Hồng Khám Phá xin được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.